Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bố thí ba la mật đa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp không nội thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng chân như thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bốn niệm trụ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng thánh đế khổ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng thánh đế tập diệt đạo thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng bốn tịnh lự thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng tám giải thoát thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, vì đối với tưởng pháp môn giải thoát không thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển, vì đối với tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển.